Vậy là hậu bản tựa game siêu bựa Goat Simulator ngày nào cuối cùng cũng đã ra mắt vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, và đội ngũ Game On đã được chơi thử tầm 8 tiếng và cảm nhận phải nói là cái game này nó còn bựa hơn rất nhiều so với phần 1. Chắc các bạn không còn lạ gì về dòng game giả lập con dê này, khi game cho phép người chơi phá làng phá xóm bằng một con súc vật bất tử kêu be be. Và nếu các bạn thích phần 1 vì lý do đó, bạn chắc chắn sẽ còn thích phần hậu bản hơn nữa, vì đây là một tựa game lớn hơn, với nhiều trò phá hoại hơn, nhiều công cụ phá hoại hơn và nhiều nơi để phá hoại hơn. Việc đi đánh giá một tựa game như này nó hết sức là vô nghĩa, vì ai cũng biết là nếu đã yêu game bẩn bựa chắc chắn sẽ không bỏ qua Goat Simulator. Thế nên chúng mình sẽ điểm qua những cái mới mà người chơi có thể làm trong chuyến phiêu lưu giả lập làm dê tái xuất giang hồ đầy đau não nhé. Và để tham khảo thêm về mẫu laptop Gearbike G5 mới, các bạn có thể tham khảo ngay trên website fptshop.com.vn hoặc là quét mã QR code ngay trên màn hình. Cảm ơn và xin chào các bạn. Trước khi đi cụ thể vào game, một điều phải biết về Goat Simulator mới là một hậu bản VIP Pro tới mức nó gộp luôn cả phần 2 vào, hóa thành Goat Simulator 3. Đúng rồi đấy, cái thương hiệu game này ngáo tới mức việc đặt tên game cũng thành trò đùa cho mấy người phát triển được. Nên chưa có ai hỏi là muốn chơi phần 3 có cần phải chơi phần 2 không nhé. Chả có phần 2 nào để chơi đâu. Giả lập làm dê ở Goat Simulator 3 giờ đây trông giống một game hẳn hoi hơn, là một ý tưởng tồi tệ được áp dụng một cách bẩn bựa. Khi thế giới mở mà người chơi được bước chân vào phá hoại thành phố San Angora với kích cỡ rộng ngang gang thép Auto San Andreas, nhưng mật độ nội dung thì phải cao hơn gấp đôi 3 lần. Khác với phần 1, khi người chơi chỉ đơn giản là lăn lộn từ chỗ này qua chỗ kia để phá phách những địa điểm hầu hết là na ná nhau trong một thị trấn tương đối chật hẹp và thiếu đi sự đa dạng trong thiết kế môi trường, thì thế giới của Goat Simulator 3 lại là một thế giới còn sống động hơn cả Cyberpunk 2077. Khi bản đồ game là tuyệt nhiên không hề có một điểm nào mà không có những sự kiện vui nhộn hoặc quái đản nào đó xảy ra. Từ việc chạy nhảy lung tung ngoài miền nông thôn vui vẻ, rồi một bà cụ tự dưng rút súng, phóng banh nem về phía chú dê nhà ta. Rồi khi chú ta xông vào tấn công bà cụ thì game nhảy cái bục có một màn chơi kiểu Wolfenstein 3D. Rồi một lúc sau, chú dê nhà ta nhảy qua thành lập trật tự thế giới mới với giáo phái ngầm thờ những chú dê kêu gào đinh tai nhức óc rồi đánh giấm khắp nơi. Độ bẩn bựa của Goat Simulator 3 không còn gói gọn ở những easter egg thưa thớt hay vài ba tình huống buồn cười lâu lâu xảy ra nữa. Giờ đây chú dê nhà ta chỉ cần đi 2 bước hay là lăn 2 vòng sẽ thấy cái gì đó quái quái và buồn cười và đầy rẫy những pha chọc ngoáy hài hước. Những bộ phim và những tựa game nổi tiếng bị cái game con dê này đạo chế không thương tiếc, như một anh bạn đầu trọc và một anh bạn tóc vàng lẩm bẩm với gia đình trong một cái gara đậu xe. Toàn bộ map Dust 2 trong Counter-Strike được tái hiện với cái tên The San 2. Một anh bạn Sogoku đứng ngơ ngác chờ bị dê húc bay. Những cú chọc ngoái cà khịa còn mở ra ở trang phục mà dê nhà ta có thể mặc, như bộ trăm xui huyền thoại trong Fallout, giờ đây có thể được khoác lên người những chú dê béo ị loạn trọa. Sự mở rộng về mặt nội dung của Goat Simulator 3 không chỉ dừng lại ở thế giới, mà còn ở cách game cho một phần chơi cốt truyện hẳn hoi nữa. Ừ thì cái cốt truyện này nó chỉ gói gọn ở những nhiệm vụ phá làng phá xóm có phần rời rạc, nhưng tất cả đều có một điểm chung là để cho hội đồng dê nhà ta nâng cấp đại bản doanh của chúng, là một cái lâu đài vô cùng hoành tráng và đáng sợ. Rồi chúng ta tiếp tục học được rằng những kẻ thống trị thế giới thực sự là một hội kín, những con dê bất tử và đầy quyền năng. Dù có rời rạc tới đâu nhưng với một hướng đi cốt truyện và cách dẫn chuyện điên khùng như vậy chắc chắn sẽ làm bạn cảm thấy giải trí từ đầu tới cuối. Nhưng mà, trải nghiệm làm dê nó phê như thế đâu phải vì cốt truyện hay nội dung bẩn bựa không thôi. Nó là còn vì các cơ chế phá làng phá xóm vô cùng đặc biệt của game. Vào thời điểm ra mắt, các cơ chế vật lý của Goat Simulator vừa phi lý, vừa gượng gạo, nhưng kết hợp lại thì tạo ra một trải nghiệm làm dê hết sức đau não, khi người chơi sẽ phải thường xuyên ném chú dê mình đang điều khiển về phía trước quá xa hoặc quá mạnh vì các chỉ số quán tính cao tới mức phi lý. Về cơ bản thì mấy cái cơ chế đó vẫn còn ở Goat Simulator 3, nhưng giảm đi phần nào vì giờ đây người chơi có thể di chuyển theo những cách bựa hơn rất nhiều. Người chơi ngoài chạy, nhảy, húc, liếm, cắn, đá, giờ đây với những trang bị và kỹ năng đặc biệt có thể đu dây, trượt xa như trong Sunset Overdrive, khiến cho việc lao bắn từ điểm A đến điểm B trong game nhanh hơn. Vừa nhìn hài hước hơn khi thấy cảnh một chú dê loạn trọng béo ị trượt xa như Skater Boy và parkour như những assassin. Không dừng lại ở đó, những chú dê giờ đây còn có thể lái cả ô tô đâm nhau ầm ầm, trượt ván, bay bằng dù lượn. Những cái này đều điều khiển khó tới điên cả đầu và chắc chắn sẽ không kết thúc bằng một vụ tai nạn thảm khốc nào đó.
Nhưng mà Ghost Simulator là gì nếu không có những vụ tai nạn thảm khốc chứ? Còn tồi tệ hơn cho những cư dân của San Angora, khi giờ đây những chú dê không chỉ có trò đâm húc các kiểu, mà còn có thể sử dụng vũ khí nữa. Giờ đây những con người yếu đuối kia không chỉ phải đối mặt với những con dê điên trực húc, cắn lôi họ đi hay kích nổ bình ga cho họ văng ra xa cả chục thước nữa, mà họ còn bị đe dọa bởi những vũ khí hủy diệt chúng mang trên người như súng bắn laser, súng phun lửa, súng kích điện, súng phóng tên lửa pháo hoa. Bầy dê trong Ghost Simulator 3 trở thành một thảm họa tự nhiên đúng nghĩa, khi không ai có thể cản chúng, không ai có thể làm chậm lại quá trình hủy diệt nhân gian của chúng bằng sức mạnh phi thường và những vũ khí hủy diệt. Lâu lâu cảnh sát sẽ tới bắt những chú dê nọ đi nếu họ thấy bạn đang phá hoại làng xóm, vì những chú dê của bạn là bất tử nên ngán gì mà không lao vào mà khô máu với cảnh sát luôn. Mà đây chỉ là bề nổi của những gì chúng mình đã tìm ra trong thời gian ngắn trải nghiệm game. Ai còn biết những gì điên khùng hơn đang chờ người chơi khám phá và sử dụng để khiến cư dân ở đây thống khổ hơn nữa thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Nhưng Ghost Simulator 3 còn một thứ nữa mà khiến cho cái trải nghiệm ăn tàn phá hoại này còn loạn hơn nữa. Đó là giờ đây trong thế giới này không chỉ có một con dê, mà sẽ có tới tận 4 con dê là tối đa đi phá làng phá xóm. Ghost Simulator 3 hỗ trợ một phòng chơi mạng tối đa 4 người chơi trong một thế giới với nhiệm vụ chơi đơn và mini game để quậy. Tất nhiên một khẩu súng laser và một chiếc xe hơi điên là đủ để khổ cho cư dân ở đó. Giờ đây 4 khẩu súng laser và 4 chiếc xe điên. Ôi thôi xong luôn. Với dàn trang bị đa dạng và nhiều cách sáng tạo hơn để tạo ra những kết cấu phá hoại đỉnh cao, 4 cái đầu dê trụm lại thành một sẽ tối ưu triệt để tiềm năng hủy diệt của loài dê và giáng nó lên đầu những cư dân tội nghiệp của San Angora. Ngay cả từ trailer đầu đạo nhái Dead Island 2 của game đã cho thấy rõ việc này sẽ trông vui vẻ và hài hước cỡ nào. Nói thật, chơi Ghost Simulator 3 một mình đã vui rồi, chơi với bạn còn vui hơn nữa. Nhưng nếu phá làng phá xóm vô định không phải là gu của nhóm bạn của bạn và bạn muốn kèn cựa và ganh đua nhau nhiều hơn, thì chớ vội lo, sẽ có những mini game bẩn bựa mang tính thi đấu cho các bạn tỉ thí tay đôi luôn. Nếu thấy lái xe vui quá muốn đâm xe nhau chơi, thì hãy mở KDB lên đâm nhau tới sứt đầu mẻ chán văng tứ tung luôn. Nếu thấy húc người vui quá muốn húc nhau chơi, thì mở King of the Hill lên thử xem ai húc nhau ra khỏi nông trại trước. Thế chạy nhảy lăn lộn các thứ hề quá thì hoàn toàn có thể tỉ thí trình độ lăn lộn trong trò The Floor is Lava, xem ai chạm sàn trước sẽ là thua. Rồi spot hết với chết sơn, đá banh cho húc bôn. Ghost Simulator 3 chính xác là trải nghiệm làm dê với nhau hoàn hảo vì muốn chơi kiểu gì, làm gì cũng được, nhưng với những con dê gào, đánh giấm vô cùng bẩn bựa và hài hước. Ghost Simulator 3, xét cho cùng, chẳng phải là tựa game gì sâu xa, ý nghĩa, tất cả mọi thứ về game đều vô cùng trẻ con, cơ chế thì rời rạc và được thiết kế một cách ẩu tả, giặt lỗi. Những cái chủ đích đó khiến cho ta cuối cùng nhận ra game không chỉ đơn giản là những nội dung, những trận tỉ thí, những trận thử thách căng não, mà đó là có những giờ phút vui vẻ không não với bạn bè. Khi kết hợp những thứ điên rồ nhất lại với nhau để cho những cư dân ảo của một thành phố ảo sống thống khổ nhất có thể. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã chơi hay có định chơi Ghost Simulator 3 hay không? Hãy cho GameOn biết cảm nghĩ và mong đợi của bạn về game trong phần comment nhé!